Bóng đá 24h.vn và trên đường pitch xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video hôm nay, chúng mình thực sự không biết phải nói thế nào, bởi như tiêu đề đã biểu lộ được điều đó. Lần đầu tiên trong lịch sử Premier League và cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của tất cả chúng ta khi xem bóng đá phải chứng kiến những điều đáng sợ hơn bất cứ thứ gì. Vâng, chúng ta đang nói về việc Manchester United thua Tottenham Hotspur với tỷ số 1-6, trong khi Liverpool thất bại tại Villa Park trước Aston Villa với tỷ số 7-2. Chuyện gì đã xảy ra, chúng mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng hãy cùng nhau điểm lại những cung bậc cảm xúc điên rồ ở hai trận đấu khiến hai ông lớn của bóng đá Anh phải nhận 13 bàn thua nhé. Tại Old Trafford lúc 22h32 giờ Việt Nam, cách đây chưa lâu, Jose Mourinho cà khịa Ole Gunnar Solskjaer rằng vị thuyền trưởng Man United thích vòng cấm rộng 20m, ngụ ý rằng đội bóng cũ dễ được hưởng penalty. Và đúng vậy, chỉ 2 phút sau khi bóng lan tại nhà hát vắng khán giả, Davinson Sanchez đã giúp bầy quỷ đỏ mở điểm trên chấm 11m sau pha va chạm với Anthony Martial. Sau trận, Mourinho nói thế này: "Nếu mà có đội nào không thể khóc vì VAR thì đó là Man United. Quả thật đây là một người đàn ông sở hữu những ngôn từ đáng sợ chẳng kém gì gươm đào." Phút thứ tư, Harry Maguire hoảng loạn, đánh đầu phá bóng liên tiếp trong vòng cấm và xô đẩy Luke Shaw. Cuối cùng, Tanguy Ndombele chớp cơ hội cân bằng điểm số trong ngỡ ngàng, báo hiệu đây sẽ là một trong những trận đấu khó hiểu bậc nhất lịch sử giải đấu. Phút thứ 7, anh chàng Harry Kane bị phạm lỗi ở khu vực giữa sân nhưng bất ngờ đứng dậy chuyền nhanh cho Oppa Son Heung-min bắt tốc độ, loại bỏ cả cái máy Eric Bailly và hạ đẹp thủ thành David De Gea ở góc cực hẹp. Pha lập công này có thể nói là đẳng cấp thế giới, một điều hiếm hoi với một cầu thủ có nguồn gốc từ châu Á. Phút 28, trong một pha đá phạt góc, không hiểu vì sao Eric Lamela lại đưa tay ra đùa giỡn với Anthony Martial, nhưng cầu thủ người Pháp bất ngờ đáp trả lại bằng hành động vả vào miệng. Tuy nhiên, Mã Tiến An ơi, anh là học trò của Jose Mourinho bao nhiêu năm mà vẫn còn ngây thơ, cái gã kia là người Nam Mỹ đấy. Thẻ đỏ trực tiếp chẳng hề sai với lỗ đánh nguội, Man United bất ngờ rơi vào thế thiệt thòi đủ đường. Phút 30, ngay lập tức lợi thế về mặt quân số đã giúp Tottenham tìm được bàn nâng tỷ số lên thành 3-1. Lần này, đích thân Harry Kane ghi tên mình lên bảng điểm sau pha đặt lòng cận thành dễ dàng. Kể từ đây, trên các diễn đàn dành cho người hâm mộ Man United, người ta bắt đầu bình luận những dòng như về thôi, chuyện quái gì xảy ra thế nhỉ? Lại tấu hài nữa, tôi xin phép được tắt TV đi ngủ. Phút 37, mùa trước có lẽ Serge Aurier đã rất cay cú khi bị Marcus Rashford sâu kim trước khi ghi bàn ấn định kết quả 2 đều tại Old Trafford. Hôm nay, anh làm điều tương tự với bản hợp đồng 80 triệu bảng của Man United và giúp Oppa Hàn Quốc có cú đúp vào lưới đội chủ nhà, khép lại một hiệp một kinh hoàng cho họ. Nhưng đó mới chỉ là một nửa thời gian thôi mà. Sau giờ nghỉ, một người quen của chúng mình đã nói rằng: "Em ngủ mơ thấy MU thủ hòa Tottenham với tỷ số 5 đều anh ạ." Nhưng làm thế nào để điều đó xảy ra ngoài thực tại khi họ bị dẫn 4-1, thiếu người và tinh thần thì rệu rã. Cuối cùng, thật may mắn cho bầy quỷ đỏ khi các vị khách chỉ ghi thêm 2 bàn thắng nữa để tái hiện cơn ác mộng kinh hoàng nhất sự nghiệp cầm côn của Sir Alex Ferguson. Hôm nay, huyền thoại người Scotland không có mặt trên khán đài, nhưng liệu ông có thể chịu đựng được nếu phải chứng kiến điều đó? Không ai biết và cũng chẳng ai muốn biết cả. Tuy nhiên, nếu quý vị và các bạn, đặc biệt là fan của Man United tủi nhục quá và đi ngủ sớm, thì chắc chắn mọi người đã bỏ lỡ một trong những trận cầu ngớ ngẩn nhất lịch sử khác diễn ra tại một nơi cách Old Trafford không xa lắm. Đó là sân vận động Villa Park ở thành phố Birmingham. Đúng thế, chúng mình đang đưa các bạn đến với cuộc đụng độ muộn nhất vòng này giữa Aston Villa và Liverpool. Trên các diễn đàn dành cho người hâm mộ The Reds, quả thực đã có những giọng trạng thái hả hê trước thất bại của Man United, điều thường xuyên xảy ra trong những năm qua. Nhưng dân gian có câu, cười người hôm trước thì hôm sau người cười, mà bây giờ thì chẳng cần đến hôm sau. Chỉ vài tiếng sau, huấn luyện viên Jurgen Klopp và các học trò đã khiến người hâm mộ phải khóc không thành tiếng, ngậm ngùi xóa status và im lặng bao trùm. Phút thứ tư, Andy Robertson hoảng sợ một cách lạ thường khi ném biên, anh đưa bóng về cho thủ môn Adrian và một lần nữa cơn ác mộng Loris Karius lại hiện về với Liverpool. Thủ thành người Tây Ban Nha đưa bóng sai địa chỉ đến chân Jack Grealish, sau đó tỷ số được mở bởi tân linh Ollie Watkins theo cái cách dở hơi nhất có thể, giống như khi Maguire và Shaw diễn xiếc trong vòng cấm của Man United trước đó. Phút 22, không trông vánh như trận cầu tại Old Trafford, vì phải đến phút 22 thì Liverpool mới thủng lưới thêm bàn nữa. Lần này cũng là Watkins lập công sau một pha solo đẳng cấp từ bên trái và vẫn là đội trưởng Grealish tiếp đạn từ phần sân nhà. Phút 33, không, chúng tôi là Liverpool, chúng tôi sẽ không bạc nhược như Man United. Đó có thể là câu nói của Mohamed Salah khi anh gỡ lại một bàn cho đội khách. Tuy nhiên, số phận đã sắp đặt thì tránh cũng chẳng được. 2 phút sau, Joe McGinn nhờ Virgil van Dijk để hạ gục Adrian sau pha bắt volley từ ngoài vòng cấm. Ở pha bóng này, Van Dijk không hẳn mắc lỗi nhưng anh chán đến mức chẳng muốn nói gì ngoài một đống hành động xua tay buồn khó tả.
bên cạnh là Joe Gomez im lặng bước đi. Phút 39, trước khi hiệp 1 khép lại, Watkins hoàn tất cú hat-trick vào lưới các nhà đương kim vô địch. Từ đây, ám ảnh về một trận thua nhục nhã bắt đầu hiện ra, ngay cả khi Liverpool đủ quân số. Sau giờ nghỉ, lần lượt Ross Barkley, cầu thủ mới đến Villa từ Chelsea cách đây vài ngày, và Grealish ghi thêm 3 bàn nữa cho đội chủ nhà. Trong khi đó, Salah hoàn tất ngày thi đấu với cú đúp đáng quyền nhất sự nghiệp, tỷ số 7-2 được ấn định mà chẳng ai dám tin vào mắt mình. Chúng mình xin lưu ý, video này không chỉ để tường thuật diễn biến hai trận đấu của Man United cũng như Liverpool. Tuy nhiên, với kết quả 6-1 và 7-2 thì có lẽ chẳng nên nói về góc độ chiến thuật. Giống như cú đá phạt nổi tiếng mà Roberto Carlos thực hiện vào năm 1997, vượt ra ngoài các định luật vật lý. Hôm nay, hai ông lớn trong làng bóng đá Anh cũng khiến người ta phải chết trong lòng vì lần đầu tiên trong đời họ phải chứng kiến 13 bàn thua như vậy. Có thể quý vị và các bạn không để ý, huấn luyện viên Jose Mourinho đã phải giả vờ bình thường để tránh một tràng cười như phơ lỡ ở phút 79 khi Tottenham đã có bàn thứ 6 vào lưới De Gea. Những hình ảnh đó đang dày đặc trên các mặt báo và nó sẽ là nỗi ám ảnh kéo dài suốt lịch sử. Còn nếu nhớ về quá khứ, trung vệ Ryan Shawcross từng hồi tưởng về trận thắng 6-1 trước Liverpool vào cuối mùa giải 2014-2015 như sau: "Nói thật là chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào khi bước vào giờ nghỉ giải lao. Tất cả chỉ nhìn nhau và cười thôi. Vậy hôm nay, có lẽ Grealish đã làm điều tương tự. Khán giả không được đến sân, nhưng ở nhà họ cũng theo dõi qua màn ảnh TV. Và không biết liệu đây có phải là những bộ phim hài giờ khóc giờ cười với những cầu thủ trị giá cả một gia tài kếch xù như vậy. Chắc hẳn sẽ có những giận dữ, những cơn đau thắt, những sự im lặng trong phòng thay đồ sau trận này. Vì một đội mất người và thua liên tiếp như kẻ tí hon bị đè bẹp giữa chân cá khổng lồ. Một đội thua ở thế đủ quân số, những đối thủ của họ thì cứ đá là vào, không đập chân người này thì đụng vai người kia. Ngày hôm nay, màu đỏ biến thành màu đen mất rồi." Tất nhiên, không ai biết vì sao hai đội bóng này rủ nhau thua theo những cách ngớ ngẩn như vậy. Thua một cách tủi nhục, khó hiểu và kinh hoàng. Người ta từng thiếu từ ngữ để mô tả về đẳng cấp của Man United, đỉnh cao của Liverpool và giờ đây cũng chẳng biết phải nói gì về những điều đã xảy ra. Còn quý vị và các bạn muốn nói gì? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận giúp chúng mình nhé!